Sáng nay ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì đà phục hồi, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, xung đột quân sự Nga-Ukraine kéo dài, đẩy giá hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là xăng dầu, khí đốt, lương thực, tạo áp lực cho nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Lợi dụng cơ hội này, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có nhiều hướng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự điều hành của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều đối tượng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu đã bị triệt phá. 6 tháng, các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo đã xử lý gần 54.200 vụ việc vi phạm, giảm 25% so với cùng kỳ, thu nộp ngân sách trên 3.700 tỷ đồng.